chuyển thăm muốn cô vợ đồng chí giúp đoàn để giúp họ bắt được hung thủ thật sự là giết chồng cô. Cô vợ không còn cách nào khác đành đồng ý. Khi đội trưởng ở ngoài thì hết cuộc nói chuyện, hắn bảo vào cô vợ đã nói gì với cảnh sát. Cô không ngại nói thật, em đã nói ra hết những gì mình biết. Bây giờ cái đội trưởng mới lộ ra bộ mặt thật, hắn chăm sóc cô và con gái của cô chỉ vì có lỗi với cấp dưới đã chết. Sau đó cái đội trưởng bỏ đi ra bên ngoài, hắn gọi một cuộc điện thoại báo cho ai đó. Cô ta đã thú nhận hết với cả đội trang, còn nói sẽ ra làm chứng trước tòa xử lý cô ta đi. Lúc sau có một vị khách đến tiệm của người vợ, hắn chính là tên côn đồ độc ác. Lúc này sở trưởng tập hợp cảnh sát lại trong một cuộc họp, nhưng không cho đội trang tham gia vì cuộc họp này để nói xấu anh ấy. Sở trưởng biết chuyện đội trưởng ta sẽ ra làm chứng trong phiên tòa tái thẩm thứ hai liên quan cho bị cáo của vụ án năm trước. Sở trưởng nói rằng chính đội trang là sự sỉ nhục lớn nhất của ngành cảnh sát, nhưng không biết rằng những kẻ bao che sự thật như ông ta mới là bôi nhọ danh dự của những người thực thi công lý. Cũng vì chuyện này mà đội trưởng Cang bị đồng đội xa lánh, anh còn phải xuống làm bảo vệ. Tới đó sau khi hết ca trực, đội trang nhận được một cuộc gọi. Không ngờ những người đồng đội lại đến nhà anh. Hóa ra họ cũng là những người theo phe chính nghĩa, luôn tin tưởng những việc mà đội trưởng của mình làm. Họ giả vờ đi bắt cướp, thực chất là muốn đánh lạc hướng sở trưởng. Mục đích chính vẫn là giúp đội trang giải quyết vụ an toàn trước mắt. Mấy tên cướp họ bắt không nên ngày về đồn và được em gái đội trưởng Cang chăm sóc. Cô có một đống huy chương vàng môn taekwondo nên côn đồ cũng không dám hòa hè. Bây giờ trung úy Ô cần chia việc cho đồng đội, sắp xếp ổn thỏa cho phiên tái thẩm ngày mai. Một bên khác, phóng viên Jin lại nhận được một đoạn ghi âm. Thứ này nếu đem ra làm bằng chứng trước tòa sẽ có lợi cho bị cáo. Không may, cô bị tên đeo kính phát hiện, hắn là trưởng phòng của sơ cung. Tên đeo kính hỏi ai là người đã gửi đoạn ghi âm đó, nhưng phóng viên Jin nhất định không nói khiến em ta bất lực. Sơ cung muốn viết bài nói về việc tìm ra chứng cứ mới, đồng thời tiết lộ những người liên quan đến vụ án năm trước được nói đến trong đoạn ghi âm. Tên đeo kính là điều kiện tiết lộ người gửi đoạn ghi âm thì mới cho đọc bài. Phóng viên Jin đành phải nói ra nguồn tin, đó chính là hiệu quốc tư trưởng đang trong tù. Tên đeo kính nghe xong đồng ý cho sơ cung viết bài, phải đến đó cô miệt mài làm việc. Tuy nhiên hôm sau bài báo lại không được đăng. Phóng viên Chi tức giận đến tìm tên đeo kính, hắn nói với cô để quyết định của cán bộ cấp cao. Vụ án 5 năm trước có liên quan đến rất nhiều người, từ công tố, cảnh sát, thẩm phán đến cả cái nhà báo chúng ta. Nếu bị khen cui không ai được yên ổn, kể cả người viết bài. Sơ cung càng tức giận hơn, tôi không sợ cái đó,